khi kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là giản đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Ra chẳng xa xôi đâu, chỉ cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ. Yêu anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi, để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Oh, ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi, và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Oh, oh, oh. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Từ đây em không còn khó, không có nước mắt đêm.
bên em đã có anh rất chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm dài một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh rất chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhạt tình ta vẫn xa. Qua sóng gió cuộc đời mãi mãi ta là của nhau. Mình quên đi nỗi lòng ngày xưa vì mình cần nhau lắm. Đôi bàn tay anh giữ lấy em và yêu em suốt đời nhé anh. Chẳng hào hoa phong lưu khi nhiều em theo, nàng xinh tươi và rất khéo léo để quen nhiều người. Ta biết mời trà, mời nước, mời thuốc để chung vui với hạnh phúc của gia đình và sẵn sàng nổ những tràng pháo tay thật đặc biệt để chương trình đại lễ ăn hỏi cũng như lễ đính hôn của hai em chúng tôi xin phép chính thức được bắt đầu. Trân trọng cảm ơn quý vị rất toàn thể các bạn nam nữ thanh niên thân mến. Như quý vị đã và đang thấy thì ngày hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, trời và đất như đang hòa quyện làm một để xe duyên cho tình yêu đôi lứa. Đúng là ngày hôm nay ngày đẹp tuyệt vời, ngày cho đôi lứa trọn đời bên nhau. Hôm nay sum họp chúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm. Để rồi bằng lòng với thời gian đã đi rồi lại đến, khởi điểm từ mùa xuân lung linh đầy ước vọng, đã qua rồi mùa hạ với những khát vọng chờ mong, hay những buổi chiều thu mưa bay đầy lá đổ, và những đêm dài của mùa đông mà ai chờ ai đợi ai trong một người. Đôi bạn trẻ Ngọc Linh và Tiến Dũng của chúng ta, hai em đã yêu nhau từ bao giờ, đến với nhau từ bao giờ những đợi chờ thủy chung. Để rồi ngày hôm nay, các bạn hẹn nhau ngày chung nón chung quai, chung thầy chung mẹ ghé vai chung tình, chung xây hạnh phúc gia đình, đẹp lòng cha mẹ thắm tình thủy chung. Đúng như câu ca dao của các cụ xưa ta đã nói rằng, trai khôn thì tìm vợ mà gái ngoan thì tìm chồng, để ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi trẻ gặp nhau, để hương trầu quyện với hương cau, cho đôi bạn trẻ bên nhau xây đời. Và ngày hôm nay là một trong những ngày lành tháng tốt của dân tộc Việt Nam ta, đã được ấn định để long trọng tổ chức đại lễ ăn hỏi cũng như lễ đính hôn trai em của chúng tôi được nên duyên mai trúc và đôi bên gia đình được đến nghĩa thông gia. Về tham dự với lễ ăn hỏi cũng như lễ đính hôn ngày hôm nay dành tặng riêng cho các em, xin được đặc biệt trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đông đảo quý vị đại biểu, quan khách, quý cụ ông, quý cụ bà, quý cô bác anh chị và toàn thể các bạn nam nữ thanh niên thân mến. Những người đã không quản đường xá xa xôi, những trở ngại về không gian và thời gian để cùng nhau góp mặt tại đây, dành trọn vẹn sự quan tâm thật đặc biệt, sự yêu thương vô bờ bến của tất cả quý vị, với mong muốn cho các em của chúng tôi được trăm năm hạnh phúc,
mãi mãi bền lâu, mãi mãi xanh tươi như cầu với chầu. Và trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng tiếp tục mời trà, mời nước, mời thuốc. Và một lần nữa, hãy nổ những tràng pháo tay thật đặc biệt để chúc mừng hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Mở đầu cho chương trình đại lễ ăn hỏi cũng như lễ đính hôn ngày hôm nay dành tặng riêng cho Ngọc Linh và Tiến Dũng, xin được trân trọng giới thiệu kính mời lên sân khấu sự hiện diện của một vị đại biểu đại diện cho gia đình được tập họp nhà trai sẽ trở về với sân khấu để có đôi lời phát biểu ý kiến, chia sẻ với tất cả chúng ta về những lễ vật mà ngày hôm nay gia đình nội tộc họ nhà trai đã mang tới đây để hỏi Ngọc Linh về làm vợ Tiến Dũng cũng như làm dâu con trong gia đình. Và một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón và trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác và các bạn nam nữ thanh niên đại diện cho họ nhà gái, hôm nay được sự phân công của họ nhà trai, tôi thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe tới tất cả các cụ, các ông, các bà đại diện cho cả hai họ, xin lời chúc lời sức khỏe tốt đẹp nhất. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, được sự phân công của họ nhà trai thì thay mặt cho họ nhà trai tôi xin trân trọng giới thiệu, được sự đồng ý của gia đình họ nhà gái thì hôm nay họ nhà trai chúng tôi đại diện gồm có tôi là ông bác của cháu và dưới đây là có bà nội, bà ngoại, bà thím của cháu Dũng cùng anh em, cô dì, chú bác và các bạn bè của cháu Dũng cũng có mặt để đưa lễ sang xin phép các cụ, các ông, các bà họ nhà gái cho phép được hai cháu tìm hiểu nhau và được cho gia đình nhà trai chúng tôi được nạp lễ ăn hỏi. Và lễ ăn hỏi thì hôm nay gia đình chúng tôi mang đến đây thì gồm có những đồ vật chắc các cụ cơm gà không phải giới thiệu nữa, không các cụ cơm các bà đã biết rồi. Nếu như các cụ cơm các bà đồng ý thì cho xin ý kiến. Xin được trân trọng cảm ơn một vị đại biểu đại diện cho gia đình người tộc họ nhà trai của chúng tôi trong khoảnh khắc vừa qua với những lời lẽ hết sức chân tình và mộc mạc thôi nhưng chứa đựng đầy đủ tấm lòng trọng thị của gia đình người tộc họ nhà trai, xin được trân trọng gửi tới gia đình người tộc họ nhà gái và đặc biệt thể hiện tình cảm yêu thương tuyệt vời nhất đối với đôi bạn trẻ Ngọc Linh và Tiến Dũng. Kính thưa quý vị đại biểu, quan khách thân mến, và giờ phút này đây thì trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu sự hiện diện của một vị đại biểu đại diện cho gia đình người tộc họ nhà gái cũng sẽ chính thức trở về với sân khấu để có đôi lời tiếp kiến. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè đôi bên của gia đình và cùng của hai cháu, tôi là bác của cháu Ngọc Linh. Lời đầu tiên thay mặt gia đình xin gửi tới các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể mọi người lời chào, lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Về phía gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay cũng có đầy đủ sự có mặt của bà nội, ông bà ngoại cùng toàn thể ông bà, cô dì, chú bác và bạn bè của hai cháu. Qua ý kiến phát biểu của vị đại diện cho là gia đình nhà trai, nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin tiếp nhận tình cảm cùng toàn bộ lễ vật của nhà trai. Xin trân trọng và cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của một vị đại biểu đại diện cho gia đình người tộc họ nhà gái của chúng tôi trong khoảnh khắc vừa qua, đã vừa trân trọng gửi tới tất cả quý vị những lời cảm ơn tri ân chân thành sâu sắc nhất. Bởi chính sự hiện diện của tất cả quý vị đang hiện diện tại nơi đây là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao và cũng là lời chúc phúc tuyệt vời nhất dành tặng riêng cho các em và chúng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, quan khách thân mến, đúng là ngày hôm nay là ngày đẹp tháng lành để mẹ cha tác hợp duyên anh với nàng. Lễ này nhà anh mang sang, nghĩa tình đồng thắm duyên nàng với anh. Quả cao thắm lá trầu xanh,
đẹp đôi loan phượng trên cành hoa xuân. Với những lễ vật thật đủ đầy, thật trang trọng, thể hiện theo đúng thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam ta, ngày hôm nay đã được gia đình người tộc họ nhà trai mang tới đây để hỏi Ngọc Linh về lòng vợ tiến dũng cũng như làm dâu con trong gia đình. Chính bởi lẽ đó, ngay giờ phút này xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu những người đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của Ngọc Linh và Tiến Dũng, những người đã cho hai em của chúng tôi hình hài và vóc dáng cũng như sự trưởng thành như ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau chào đón lên sân khấu sự hiện diện của song thân phụ mẫu, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên Tiến Dũng, và song thân phụ mẫu, những người đã có công sinh thành và dưỡng dục nên Ngọc Linh sẽ cùng lên sân khấu để trao và nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời. Sự đồng thuận của đôi bên gia đình
cũng như được tình yêu chấp cánh. Tuyệt vời hơn nữa, niềm hạnh phúc của họ chính là sự góp mặt của đông đảo quý vị đại biểu quan khách, quý cô ông, quý cô bà, quý cô bác, anh chị và toàn thể các bạn nam nữ thanh niên thân mến. Trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng đón nhận tấm lòng của cô dâu và chú rể ngay giờ phút này đây sẽ đến tới tất cả các bạn để nói lời cảm ơn tri ân tới tất cả quý vị bằng chén trà điếu thuốc. Xin được trân trọng kính mời. Dì chú bác cùng các bạn nam nữ thanh niên, xin thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn sự chấp nhận lễ ăn hỏi của các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái và đã cho các cháu lên thắp hương để lễ gia tiên. Tiếp đến phần 2 là xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà được sự thống nhất của hai gia đình ông bà ông Hưng và ông bà ông Quang. Thì thay mặt họ nhà trai cũng xin báo cáo với các cụ, các ông, các bà là đến ngày 18 tháng 11, tức ngày 11 tháng 12 dương lịch, thì gia đình họ nhà trai chúng tôi xin phép các cụ, các ông, các bà được đến để xin thắp hương cho gia tiên và xin các cụ công các bà để cho cháu Tiến Dũng được đón Ngọc Linh về làm dâu con gia đình nhà chúng tôi. Thì thời gian thì xin báo cáo với các cụ với công các bà là gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng đi xem rồi, thì đến 1:15 chiều, tức là 13:15 chiều ngày 18, tức ngày 11 tháng 11, thì gia đình họ nhà trai chúng tôi sẽ xuất phát tại gia đình để đến xin các cụ công các bà đón cháu Linh về làm dâu con nhà chúng tôi. Thời gian thì đi từ đó đến đây thì nó còn phụ thuộc vào giao thông, nếu như không tắc đường thì chỉ khoảng độ 30 phút là gia đình chúng tôi sẽ có mặt ở đây. Thế còn phụ thuộc vào giao thông thì xin có thể đó sớm hơn hay muộn hơn 5-10 phút thì các cụ công với các bà cũng thông cảm. Nhân đây xin trân trọng kính mời tất cả các cụ công, các bà cùng các bạn nam nữ thanh niên, bạn bè của hai cháu xin bớt chút thời gian để đến 1:15 đến tại khán phòng này để đưa cháu Linh về làm dâu con gia đình nhà chúng tôi. Một lần nữa xin thay mặt họ nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình nồng hậu của các cụ, các ông, các bà, gia đình họ nhà gái. Xin chúc tất cả hội hôn vui vẻ, hạnh phúc và mọi sự như ý. Xin được trân trọng cảm ơn một vị đại biểu đại diện cho gia đình ở tổng họ nhà trai. Và tiếp được ngay sau đây trân trọng giới thiệu và kính mời quay trở lại sân khấu. Xin hiện diện của một vị đại biểu đại diện cho gia đình ở tộc họ nhà gái của chúng tôi cũng chính thức quay trở lại sân khấu để có đôi lời tiếp kiến. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cũng cô dì chú bác, qua lời phát biểu của vị đại diện nhà trai thì nhà gái chúng tôi xin hoàn toàn nhất trí và đồng ý mọi việc và xin trân trọng cảm ơn.
ngày 18 tháng 11 năm Nhâm Dần, cũng là ngày 11 tháng 12 năm 2022, tại lễ Vu Quy dành tặng riêng cho các em. Xin được trân trọng cảm ơn và xin được hẹn gặp lại.